đã đến với chương trình Tài Tám Tếu. Quý vị thân mến, chương trình Tài Tám Tếu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện và được phát sóng vào khung giờ quen thuộc đó là 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chủ đề thật hay và những khách mời đặc biệt. Bình thường là em mặc áo thun được cho thoải mái, nhưng mà ngày hôm nay nhân vật này đến đây, em phải khoác áo vest vô rất là chật chội và gò bó em. Em không thích hợp với những cái này. Đúng, cái sự không thích hợp này nó sẽ được nhấn mạnh và khẳng định một lần nữa khi nhân vật này xuất hiện. Xin trân trọng giới thiệu diễn viên Thuận Nguyễn. Con và chị Con xin chào quý vị khán giả của chương trình Tài Tám Tếu. Sao nít? Sao một bộ đồ đen mà tại hai số phận ta? Đúng không? Thật ra nó không khác về cái chất liệu, cũng không khác về giá trị đâu. Nó khác về con người bận. Hay, hay ho. Sao vậy? Biết nói gì giờ? Thuận ơi, cảm giác của em như thế nào khi mà em đến với chương trình? Ở nhà thì em có coi chương trình, kể cả lúc mà online xong rồi, kể cả lúc mà mọi người quay ra quán cà phê như thế này. Em có lời động viên khích lệ nào dành cho anh chị không? Không, em thấy chương trình này dễ thương, ấm cúng. Và xem chương trình thì thấy được cái nhiều cái tip để sống, để vui. Nhưng mà không biết ngày hôm nay Thuận Nguyễn có thích hợp với chương trình này không? Thì những chương trình khác. Tự nhiên nói người ta thích hợp hay không? Không. Em mới là không thích hợp. Không, mấy bữa trước em có tham gia với Thuận Nguyễn những chương trình khác thì anh thấy em rất là siết, gọi là hình thể. Và ngày hôm nay là một cái chương trình gọi là nó ngồi hơi nói trí tuệ và ngồi nói và những cái sâu lắng bên trong. Không biết em có cái sâu đó không? Hả? Lâm ơi, chị là làm việc với Thuận Nguyễn tới nay phải 6-7 năm rồi. 6-7 năm. Chị em mà biết nhau cũng phải 12 năm rồi. Thuận Nguyễn là người có chiều sâu. Dạ. Thấy cao cao là thấy sâu rồi. Chị em sẽ không bao giờ thấy được điều đó là Lâm. Trời ơi, hàng chi. Sao? Đến bây giờ chị nói em mới nhận ra. Có nghĩa là xem xong chương trình đó thì em nhận ra những cái tiếp sống từ mọi người, tất cả những mọi người xung quanh trừ anh Lâm ra thôi. Tại vì cái những cái lời anh Lâm nói. Dạ, nó làm sao? Anh Lâm đến với chương trình này để phá bài hay sao á? Kiểu như là cứ ai vô cái gì đó anh bẻ cho nó gãy. Quá trời. Nhưng mà mục đích của anh đến với chương trình là vui. Tại vì em coi chương trình này em thấy vui. Đúng rồi. Lê Dương Bảo Lâm mang niềm vui đến cho mọi nhà. Lê Dương Bảo Lâm mang niềm vui đến cho hàng xóm. Vậy thôi. Đúng rồi, tất cả mọi người đều vui với em. Và hôm nay cũng có một khách mời rất vui, vui rất dễ thương. Đối với Như là một cái người chàng trai rất là sôi động, rất là Gen Z. Gen Z là cái trẻ. Trend, lúc nào cũng trend hết. Và cái sự lãng tử đáng yêu của anh ta không ai khác, đó chính là ca sĩ Will. Đủ sôi động chưa? Ê, không có trend như vậy. Tại vì như nói là một nghệ sĩ sôi động đúng không ạ? Thì mình cá sôi động, mình ngã nghiêng hả? Quá trời, này nằm đội lân như sao mà nó sôi động vậy? Trời ơi, hề quá, hề quá. Vui không? Quá vui à. Chương trình nào mà không có Lê Dương Bảo Lâm là không có tiếng cười. Kiểu như Lâm là một cái linh vật. Ê, xin lỗi. Linh vật. Một cái biểu tượng. Nhắc đó là cười. Làm cốc đầm sen hay sao mà linh vật. Ủa, Will ơi. Will biết hôm nay chủ đề là gì chưa? Chủ đề là gì ạ? Chủ đề ngày hôm nay đó là yêu đi rồi tính. Trời ơi. Thuận Nguyễn và Will cũng như Lâm cũng như Như cũng như quý vị khán giả sẽ nghĩ như thế nào về chủ đề ngày hôm nay? Thì trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng nghỉ giây lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tài Tám Tếu. Và hôm nay với cái chủ đề là yêu đi rồi tính. Lê Dương Bảo Lâm, với chủ đề này em rất tự tin đúng không? Tại vì em là người đã có gia đình rồi. Mà cái cuộc hôn nhân của em đến hiện tại là nó quá hạnh phúc. Bởi vì khi yêu em tính toán rất là kỹ. Ngày xưa đi học thì em tính cũng kỹ luôn. Ví dụ 2 lần 1 là 2, 2 lần 2 chắc chắn là 4, không nên là 6 được. Cho nên đến ngày hôm nay kết quả của em nhận được là 2 chữ hạnh phúc. Wow. Hay quá, chỗ nói chuyện hay quá, sâu sắc quá. Vậy thì xin phép được hỏi luôn chàng trai đẹp trai kế bên tôi, anh Thuận Nguyễn, anh cảm thấy như thế nào? Với cái kinh nghiệm yêu của em thì em nghĩ là yêu không nên hết mình. Yêu nhưng mà mình phải giữ lại một chút. Đúng như rồi. Là ông bà ta có con, có 5 phần thì mình ăn 3 phần thôi, 2 phần mình phải để lại. Thiêu, mình ăn là mình phải ăn cho hết. Chứ không nào mà chừa cái phần lại nó bị thiêu hả? Quên một bên. À quên. Cái gì đồ ăn mình bỏ tủ lạnh cũng được. Xong mình lấy mấy cô ấy mình quay lại được. Sai. Ngày xưa hả gì hả? Hết hồn gì ghê. Thuận nói sai. Hết hồn luôn á. Thuận Nguyễn sai rồi. Sao là sai đúng? Sai anh. Nếu như mà mình yêu mà mình tính toán quá thì hậu quả sẽ như chị Khả Như. Như chị Khả Như. Bây giờ làm gì có ai mà yêu độc thân. Không, em phản bác. Có nghĩa là có rất là nhiều người yêu chị Như nhưng mà chị Như chưa đồng ý. Đúng, chính xác. Thuận ơi, em sinh ra
để không, ở bên chị. Bận sai. Cái gì vậy? Tại vì như bây giờ hả, tính toán quá nên đâu có dám yêu ai, độc thân tới bây giờ. Thuận Nguyễn sai. Ủa Will, nếu mà nói như em á, mình yêu mình cứ không tính toán, vậy thì đau khổ ai gánh chịu? Đối với em là một người ca sĩ, nghệ sĩ, nhưng như vậy cũng là diễn viên như Như ca sĩ nè. Tại sao mà cứ tham gia game show hoài, không tập trung đi hát đi hả? Tại sao lại nhấn nhá mình là ca sĩ hoài? Nếu mà là ca sĩ thì bây giờ mình phải ở những sân khấu trống đồng hoặc là một hai sòn, mình có thể tung tăng ở trên những sân khấu đó, chứ không thể nào mà ca sĩ mà tối ngày vô game show và diễn đồ này nọ. Anh thiệt á, anh giống như là cái người phá trong cái chương trình. Bây giờ như vậy nè, nếu như mà mình yêu mình tính toán quá thì giống như kiểu là mình sẽ không hết mình với đối phương, và đối phương sẽ cũng không hết mình với mình. Thành ra cả hai bên tính toán quá, nó sẽ không có được chọn bạn tình yêu. Yêu tính toán là gì? Có nghĩa là mình xác định người đó có đi lâu dài với mình không, mình sẽ không mất thời gian với họ và không mất đi cái sự gọi là hụt hẫng trong tình yêu. Đối với những người con trai, khi mà cua người con gái là tốn kém rất là nhiều. Nếu mà không tính toán bị hao hụt tiền bạc của cải và vật chất, nói chung là hao lắm. Sai. Sai gì? Vẫn sai. Sai gì? Thứ nhất là gì? Cái chuyện cả hai dùng tiền bạc, dùng cái gì mình có được, mình chăm sóc cho nhau, đó là sự tự nguyện, chứ không phải là mình nghĩ là mình cho người ta 10 mình phải lấy lại được là 10, hay là mình mốt mình mất 10 mình tiếc. Cái đó không có. Cái thứ hai là hồi nãy chị Nhi nói lại chị. Đừng nói dài quá. Tự nhớ đi. Tụi tôi là một phe, tụi tôi nói cái gì thì tự nhớ. Còn nếu không nhớ nổi thì mướn trợ lý theo ngồi kế bên nhắc. Ủa mấy số trước nó cũng vậy hả chị? Đúng. Kỳ vậy. Em đừng không có hỏi lại, tại chị không nhớ chị nói gì đâu. Thì như nói là cứ như là yêu là phải tính cho tương lai. Nhưng mà mọi người quên, tình yêu nó xuất phát từ tự nhiên. Thì hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất. Và nếu như mà có... Tự nhiên không có tình yêu à. Mình phải chủ động, mình phải tính toán là à cái người đó có thích mình không. Với Will á, yêu nó đơn giản lắm. Mình có cảm xúc thì mình đến với nhau. Tức là yêu là phải vui, phải hạnh phúc thì mới tới với nhau được. Còn nếu mình tính toán quá, mình nghĩ là tương lai làm sao, có là thành vợ chồng được không, có hợp với nhau không, thì mình là thầy bói rồi, thật sự luôn. Mình không có đoán trước được tương lai mình là sẽ như thế nào với cái người đó. Mình chỉ biết là ở hiện tại tôi có cảm xúc với cái người này, mình cứ tập trung ở hiện tại trước. Đúng. Sao vậy? Không, em nghĩ là nói về tình yêu mình chia ra từng giai đoạn đi. Đúng. Lúc mới yêu như thế nào, rồi yêu nhau như thế nào, rồi sau đó tính cái chuyện kết hôn như thế nào. Đúng. Thì sao? Thì sao? Bây giờ mới yêu nè. Ủa sao đúng vậy? Ủa sao đúng vậy? Ủa cái gì? Ôi, bây giờ không ai chơi với bạn đâu bạn ơi. Không à, không à. Du du cho tụi tôi à. Không à. Bạn muốn làm bạn với tụi tôi à? Không có đâu. Tại vì lần trước anh cũng ngồi vị trí đó với số anh Nam Trung, anh bị quen à. Bị quen thói thôi. Rồi, giống như là lúc mới yêu đúng không? Anh hết lòng với người ta. Không. Anh lắc đầu. Ủa, anh có hết lòng với người ta không? Không, anh không có biết anh lắc đầu được đâu. Anh không gặp nhau. Ê, chỗ này mời được khách mời khùng hay sao vậy? Nói cái gì vậy trời? Mình phải có chứng không, kiến của mình lý luận. Tại vì sao? Thôi rồi lắc đầu vô tri. Cô rất là thấy tội nghiệp cho những khách mời trước, nhất là Ali Hoàng Dương. Tại sao? Tại vì Lâm nhai đầu thằng bé rồi. Sao ạ? À? Không hết lòng. Cái gì? Anh không yêu là không hết lòng với người anh ta. Anh không nghe. Ủa là sao? Rồi bây giờ anh không nói chuyện với chúng tôi luôn. Em nói là sao để anh gật đầu đi. Cái gì? Không hợp tác. Thôi trời, nói đi anh nghe nè. Có nghĩa là lúc mới yêu đúng không? Anh nói là yêu là yêu phát lòng, không tính toán gì cả. Người ta có phản ứng như thế nào em kệ cho chị. Gật hay không kệ luôn. Đúng, mình phải tin vào quan điểm của mình. Không, em hỏi ảnh á. Ừ. Lúc mới yêu nè. Đúng ạ. Anh nói là anh hết lòng với người ta đúng không? Đúng không? Anh sẽ làm những gì? Ví dụ anh làm nói đi. Làm gì? Bây giờ thí dụ như này, anh lúc đầu nha, anh sẽ thí dụ như những một người suy nghĩ là có tính toán rồi phải có tính toán. Để cho anh nói đi. Ôi trời, như cái máy hay trời. Sao mà được, chắc chắn lúc mới yêu thì mình sẽ lo lắng cho người ta hết mình. Đúng từ rồi. Vật chất, tiền bạc, tinh thần. Với anh rất là thích hỗ trợ người khác về công việc, mình có thể hỗ trợ giúp cho nhau cùng đi lên nữa thì nó sẽ vui hơn là chỉ là gói gọn cho cái việc là lo cho nhau. Như nó là đàn ông phải bỏ tiền mua cho phụ nữ cái này cái kia, cái đó không phải. Ngay thậm chí bây giờ ngay cả phụ nữ cũng có quyền được chăm sóc người lại cho đàn ông. Nhưng nếu mà cái người mà anh yêu á không đối đáp lại với anh như vậy thì sao? Anh thấy bình thường. Tại vì trong một chuyện tình cảm mình không có biết trước được tương lai. Ví dụ như giờ anh như quen nhau, anh ví dụ nha, đừng có mừng. Nhục chưa? À, thí dụ ơi. Thí dụ nha. Không có cửa đâu. Ví dụ như người khác đấy. Ok luôn. Thí dụ Tuấn với Lâm quen nhau nha. Tuấn nào? Tôi không biết ai tên Tuấn. Will. Ủa Tuấn ai vậy?
Trời ơi là trời luôn á. Ô chị, sao chị có yêu ai chưa? Chị yêu rất là nhiều người. Chị có tính toán không? Có tính toán mới chia tay. Chị ơi, trời ơi là trời, tỉnh táo lại. Trên sóng truyền hình mà chị nói vậy ai dám yêu chị nữa? Không, tại vì tính toán có nghĩa là thấy cái người đó không hợp, ở lâu dài cũng sẽ chia tay. Không em, cái đó là cái sự tính toán thiệt. Bé Thuận đang hỏi lúc mới yêu. À lúc mới yêu hả? Lúc mới yêu có tính. Có tính chứ. Có tính luôn. Có tính. Có nghĩa là tính lâu dài. Không ai muốn quen một ai mà một hai bữa hết á. Xém gợt à. Nè anh Nguyên nói là anh Nguyên có đủ điều kiện lo hết tất cả cho cái người bạn của mình. Nhưng mà cái người bạn nó không có đủ điều kiện để đối đáp lại giống như anh Nguyên thì sao? Nếu là chị tuổi, là chị có tuổi thân không? Chị tuổi chứ. Đúng không? Tại vì thật ra không phải ai cũng có đủ điều kiện để mà mình không nghĩ đến vật chất. Đồng ý không? Mình đôi khi mình... Chị ví dụ nha, chị quen với Thuận, Thuận lo cho chị không có lo được cho Thuận. Hai đứa đi chơi với một cái cặp nữa, thì thấy cô bạn gái lo cho người yêu của mình thì chị cũng thấy trời, tự nhiên thấy thiệt thòi cho anh này. Tự nhiên cái mình phải tính toán được, thôi tháng này làm được 5 triệu thôi, ráng mua cái gì cho ảnh để ảnh có, ảnh khoe với người ta. Trong khi thằng kia, ê bạn gái mới tặng tao cái đồng hồ, còn chị cho Thuận chỉ có trái tim. Thì như vậy đâu được em, đúng. Phải có sự tính toán. Bỏ sai. Nhưng mà không phải chia tay nha, chúng tôi không chia không tay. Không chia tay. Ngồi lại tính toán ngồi lại như thế nào. Ngồi với nhau để cùng nghèo. Hả? Không, tại vì sao dùng cái chữ tính toán trong tình yêu á, nghe nó nặng nề lắm. Thí dụ nha, như nãy sai. Cái gì vậy trời? Cái gì? Đó là do anh sai. Chưa có nói xong, người ta chưa có nói xong. Sao vậy? Tại vì anh nói nặng nề là anh sai. Sai. Quá nặng nề. Bây giờ nặng nề hay không là do anh nghĩ thôi. Chứ cái tính toán đó chung với cho chơi chung với. Ôi nhưng mà sao mà nãy giờ im lặng vậy? Nãy luôn kịp á. Đúng. Tại vì có bài hát mẹ cha thăm xanh gà bán, đời em xem như bài toán, sung sướng gì bên kẻ không yêu. Là nãy giờ mình ngồi mình suy nghĩ cái bài hát đó. Đúng rồi, tại vì mình hát cái bài này có tính toán hay không. Nhưng mà nè, như Diêu nói á, là trong một mối quan hệ may mắn thì cả hai cùng phát triển, cùng thành công, cùng có nhiều tiền. Nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy. Nhưng cái quan trọng là ngồi xuống chia sẻ. Nếu mình dùng từ là chia sẻ với nhau á, nó sẽ hợp lý hơn nghe chữ tính toán. Tính toán là sẽ dính tới tài sản, tiền, có rất là nhiều thứ rồi, nữa. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ không nói về tài sản nữa. Chúng ta sẽ bỏ vật chất qua một bên. Do đó chúng không. Ta sẽ nói. Em vẫn muốn nói một chút về tài sản. À thì mời, mời. Để mời anh em thức tỉnh anh Will. Ờ rồi. Ví dụ anh Will bây giờ là sự nghiệp thành công rồi đúng không? Đúng rồi. Có tiền, có hết tất cả mọi thứ. Yêu một cô bé đó xinh quá. Và anh Will thích bé đó cực kỳ, cho hết mọi thứ. Đúng. Xong rồi cuối cùng nhỏ nó bỏ đi thì sao? Đâu có sao. Trời. Cái mà quan trọng là gì? Để có được một người ở với mình tới cuối đời. Nếu em tính toán em sẽ không trải qua những vài cuộc thăng trầm trong cuộc tình. Và em không nhận biết là cái mô típ người phụ nữ nào sẽ hợp với em để sống với em lâu dài. Đúng chưa? Ví dụ như em chỉ có quen một người thôi. Quen người Như Như đi. Một người tính toán Như Như. Chị nói mà. Thì làm sao em biết được là em gặp cô thứ hai, thứ ba có phải hợp với em hay không? Em chỉ biết được một người là Như thôi. Đừng có tính gì hết trơn á. Mình cứ thuận theo tự nhiên. Mình đi thẳng thẳng tới. Vậy là giống như con thiêu thân lao vào tình yêu thế gian. Giống như con ông bà không thể quèo tình ái mạch ngọt. Lâm nè. Với quan điểm riêng á, cái chữ tính toán nó chỉ được áp dụng sau khi mình kết thúc một cuộc tình. Mình sẽ suy nghĩ là trong chuyện tình đó tại sao lại đổ vỡ, lỗi ở mình hay là lỗi như thế nào, hoặc là do cả hai không hợp nhau. Mình ngồi mình nhìn lại, mình tính toán là sắp tới phải như thế nào. Đừng xài cho tính toán. Đối với em nghĩ là lên kế hoạch cho tương lai thì đúng hơn. Nghe tính toán nó sợ lắm. Không gật. Mình phải lên một kế hoạch để làm sao ở tương lai mình phải sướng và hạnh phúc nhất với cái người hiện tại. Đúng. Đó. Lên kế hoạch cho tương lai. Ủa cái gì? Nhưng mà phải tính. Mình phải tính mới lên kế hoạch được chứ. Thôi được rồi, cái phần tính toán mình sẽ tạm tính vào phần sau. Tại vì ai cũng có cái đúng hết trơn á. Xin mời quý vị khán giả nghỉ giây lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ạ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tài Tắm Tếu. Và chủ đề ngày hôm nay đó là yêu không cần tính, yêu không cần suy nghĩ, yêu không cần lo lắng, yêu không cần quan tâm đến ngày mai, ngày sau như thế nào. Ủa sao em nhìn chị dữ vậy? Em coi chị nói tới đâu không? Thật sự là tới giây phút này chị cảm thấy bị sảng rồi đó. Sao sảng? Số nào cũng vậy mà. Phải không? Mình không cần lý lẽ nhiều đâu, lý lẽ thuộc về Will. Vâng, Will, hãy nói lý lẽ của mình đi nào. Vậy bây giờ cho hỏi ba bạn nha. Hỏi hoài. Trong một cái chuyện tình yêu, thí dụ mình còn trẻ đi, mình yêu một người nào đó mà mình cứ sợ là mình không có đến được với họ, hoặc là không thương mình đâu, mình ngại, mình tính toán, suy nghĩ là thôi tôi không dám nói đâu. Đôi khi có những trường hợp nó sẽ làm lỡ cỡ đi một mối tình đẹp ở thời tuổi trẻ. Nhưng mà nhiều khi người ta thích mình thiệt mà mình không chịu dám ngỏ lời.
thì lúc cái đó là có nên không? Ủa thì mình không nói. Hỏi cái cứng họng luôn. Em nghĩ vậy nè, mình phải tính thời điểm để mình nói ra cái điều đó. Nếu mình không tính là mình sai. Đúng. Không nên bỏ lỡ cái chuyện đó. Đúng. Hồi đó em có một bạn thích, rất là thích em. Bạn đó thích em 3 năm luôn. Và thậm chí em cũng biết là bạn đó thích em luôn. Bạn đó thích em đến mức mà có nghĩa là bạn đó kiếm cớ là để em trở về. Ví dụ trường em ở đây đúng không? Nhà em ở đây, bạn đó dưới này. Bạn đó nhờ Thuận chở Ngân về với. Tại vì là chở ngược về hướng này. Sau đó thì chị của bạn nó mới lấy xe đạp điện chở bạn nó ngược về nhà. Em đi xe gì? Em đi xe đạp. Xe nào chứa nổi em? Em bự như vậy mà xe đạp nào mà chịu nổi em? Em xạo hả? Lắm. Ta đang binh cái đội mình. À vậy ta hả? Bắt đầu có lý lẽ cái vô duyên. Không mà nó bự quá, đi xe đạp nổi không? Sầm liền chết á. Hồi xưa lúc đó chưa có cao. Có nghĩa là em, bản thân em cũng biết và em cũng thích bạn đó luôn. Nhưng mà em nghĩ là đến lúc đó là chưa có đủ. Và đến ngay cái lúc mà lớp 11 và chuẩn bị qua lớp 12 á, là tụi em quyết định quen nhau. Em nghĩ là phải tính đúng cái thời điểm để mình nói ra, để không lỡ cái chuyện đó. Theo em, lúc mà em nói với người ta á, em có sợ bị từ chối không? Anh, em nghĩ vậy nè. Nếu mà em sợ từ chối thì em mới tính chứ. Ví dụ em thích bạn đó quá, nhưng mà em không biết là bạn đó có thích em không. Bây giờ em có nên nói là không đây? Em phải làm những cái để tiếp cận bạn đó, để xem bạn nó có thích mình hay không. Nếu bạn nó thích mình mới bắt đầu tỏ tình với người ta. Đúng. Đó, đúng không? Đúng. Chứ bây giờ mình thích bạn nó quá, cái mình lại mình nói ê tao thích mày, cái mày ba lông ở đâu ra vậy? Nhưng mà trong trường hợp thí dụ như mà không nói cũng không biết được thích mình hay không, xong cái lỡ luôn thì theo em sao? Cái đó là không biết tính đó, là không chịu tính đó. Không tính đó em. Gặp anh là nói luôn. Anh nói luôn, anh bị từ chối cũng được. Thà nói còn hơn để lỡ đi cái khoảnh khắc đó. Tại vì thường cái thường cái đó là em tính rồi đó. Cái đó là em không tính rồi đó. Làm theo trái tim thôi. Tình yêu là theo trái tim. Trái tim đập sao là làm theo y chang vậy à. Nhưng mà em thấy như nếu mà làm như vậy á thì nó quá dễ dàng. Khi mình quá dễ dãi với cái chuyện tình cảm thì người ta cũng coi thường cái chuyện tình cảm của mình. Đúng. Vậy thí dụ một trường hợp nữa, gia đình ngăn cấm về gia cảnh hai bên, thì theo em là mình có nên hết mình với tình yêu của mình đã chọn không? Phải tính toán. Phải tính toán luôn. Phải tính là phù hợp hay không. Cha mẹ mình đẻ mình lớn nên không phải để mình hy sinh với tình yêu. Có nghĩa là đúng là mọi người là phải nói là phải sống theo trái tim. Nhưng mà thật sự chúng ta còn phải sống vì tất cả mọi thứ. Vì cha, vì mẹ, vì gia đình, vì mối quan hệ xã hội, vì kinh tế, vì nhiều thứ mình mới có thể sinh tồn. Chứ không thể hả, hai vợ chồng nhìn nhau, ôi em yêu anh yêu em, không ăn sáng sao mà no. Cái với chị Như nói là chị đúng ở thời gian sau này, ở tương lai xa. Em đang nói là ở ngay tại thời điểm mình đang yêu, mình mới biết. Ở dụ như Thuận phát hiện là Thuận thích Như quá đi, mới biết luôn. Ê, ví dụ tôi với, cho tôi ví dụ. Ví dụ Lâm. Sao ạ? Bây giờ mình không nói là cái chuyện mà để đi xa ở tương lai mà phải tính toán cưới nhau và sinh sống có được hay không. Nhưng em nói là ở giai đoạn đầu tiên. Đầu tiên. Khi mình chớm nở tình yêu, bị ngăn cấm, bị quá nhiều thứ chi phối, thì có tiếp tục chạy tới cái tình yêu của mình đang mong muốn không? Tại vì sao con người mình có một cái rất là hay là lúc đầu á, mới á, nó cung kích thích mình, nó luôn còn cào mình để mình có được cái tình cảm đó. Thì theo Lâm thì sao nè? Mình phải tính chứ. Tính sao? Lâu ý là hỏi là tính là tính sao? chứ không phải là hỏi có tính hay không. Vậy thì quan điểm bây giờ, giới trẻ bây giờ có một số bạn trẻ có quan điểm là thôi yêu thì cứ tới với nhau, cứ ở với nhau cũng được, không cần cưới cũng được, miễn là ở với nhau tới cuối đời cũng được. Sai. Sao ạ? Không thể nào mà ngồi nói chuyện về tương lai. Hôm nay không thể nào nói chuyện ngày mai. À, không không, cái đó là quan điểm sống hiện tại thì thôi. Bởi vì quan sai. Điểm sống thôi. Sao sai ạ? À? Em hiểu ý anh Will, có nghĩa là bây giờ trong cái xã hội hiện tại nè, có những đôi trẻ đang yêu nhau và quyết định là không đám cưới, thì có đúng hay là không? Vui thì ở tiếp, không á thì mình chia tay nhau. Tức là không có nghĩ xa đến mức độ như vậy và cũng không có tính toán. Là... Như sẽ khẳng định với tất cả mọi người là Như đã từng nghĩ như vậy. Nhưng tuổi trẻ và thanh xuân chỉ cho phép bạn nghĩ những điều đó. Nhưng mà đến độ tuổi khác bạn sẽ suy nghĩ khác. Bạn sẽ cảm thấy là cái quỹ thời gian mình không còn nhiều nữa. Bạn sẽ cảm thấy là mọi thứ của mình nó ngắn lại. Bạn sẽ cảm thấy cái thời gian cô quạnh của mình nhiều hơn. Mình sẽ suy nghĩ rất khác. Do đó cái chuyện mà giống như Will nói, có thể là nó đúng ở thời điểm nào đó thôi. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó con người ta cần cái sự tình cảm bền chặt. Đúng. Thì không thể nào mà nói giống về cái như chuyện nói luôn là nó sẽ hợp lý ở giai đoạn đầu, đúng không? Đúng. Đúng. Chết rồi, sao nó đúng không vậy? Nó đúng rồi. Nhưng là các bạn trẻ phải lắng nghe chị Như. Bởi sao? Chị Như đã trải qua cái tuổi trẻ của các bạn Will rồi. Đủ rồi. Chị sẽ đẻ trong nay mai. Nay mai. Nói thẳng ra một cái câu đó là yêu mà không tính toán, nó chỉ phù hợp với từng giai đoạn của cuộc đời thôi. Và từng mối tình. Nói thiệt luôn, có những người mình nhìn á, mình thấy, ôi
thôi quen đi vài bữa cũng được không sao, tại vì mình đang thích người đó quá. Nhưng mà cho đến khi mà em xác định là em muốn đi lâu dài thì bắt buộc em phải tính toán. Cái tính toán nó không phải là chuyện mà mình cho người ta bao nhiêu, tính cách như thế nào. Ừ đúng rồi, phù hợp với nhau hay không. Và có một cái ải mà mọi người cảm thấy rất là khó mà có thể mà vượt qua, đó là yếu tố gia đình. Lúc nào cũng vậy thì cái đó cũng phải gọi là tính toán đúng không? Ha, có một trường hợp em biết, có một cặp đôi người thật người quen thôi, gia đình cũng cấm cản lắm nha, nhưng mà anh này cứ lao đầu tới tới mức mà gia đình bên kia bị thuyết phục luôn. Chính vì cái sự đâm đầu đó mà lại được cho phép và hạnh phúc tới bây giờ. À là em đang kể về cuộc tình của em á hả? Dạ không, anh có nghĩ em yêu chị mà, chị nói sao vậy? Anh Nguyên, vậy thì anh có nghĩ là cái đó là cái cách tính của cái anh đó để thuyết phục gia đình bên kia không? Không đó. Anh hỏi rồi, anh có nói chuyện anh hỏi ai vậy, nhân vật nào trong truyền thuyết hay sao vậy? Mình phải tôn trọng sự riêng tư của người ta rồi. Đây cái câu chuyện bằng bịa ra thôi, trong đời không có ai như vậy hết trơn á, không có một bất kỳ một suy nghĩ gì hết. Sao tôi biết suy nghĩ? Cái đầu người ta là phải đầu của bạn đó mà, bạn biết người ta không suy nghĩ, người ta nói chứ bộ. Trời ơi, lành mất cái nét ca sĩ luôn. Cái người con trai đó nói là chú đâu tính toán gì đâu, chú cứ yêu, chú cứ làm hết những gì mà cảm thấy là trái tim mình mách bảo, mình làm hết khả năng của mình cứ làm vậy đó. Mình yêu, mình thể hiện, mình thổ lộ, mình làm mọi thứ tới khi mà người ta cảm thấy là tin tưởng được vào cái người con trai này thì gia đình bên đó sẽ tự cho phép thôi. Còn thật ra nha, nếu mà để tính á là nhức đầu lắm á. Ở nhà cô này khó, ba mẹ cô này sao rồi, mình làm sao phải được như vậy đây, nản á. Nếu tính nhiều quá sẽ nản. Nếu mà tính là phải có thêm ý chí nữa. Mình đã tính đến cái mục tiêu đó rồi là phải đi tới cùng như cho đó. Đúng rồi. Chứ không phải là kiểu như là mình tính xong rồi thấy thôi bỏ là không được. Nhưng mà như nãy Thuận với Như nói là cái chung quy của tình yêu á là từ cảm xúc và tình cảm. Mình làm sao mình tính được mình tạo sự hạnh phúc? Chỉ có trái tim mình gặp cái tình huống đó, gặp cái con người đó, gặp cái sự việc đó mình sẽ rung động thôi. Cứ để tự nhiên đó thôi. Không, nhưng mà em thấy câu này nè. Sao? Em thấy câu này rất là hay, có nghĩa là người ta hay hỏi là em yêu anh bao nhiêu, nhiều như thế nào, làm sao biết được cái tình yêu nó nhiều như thế nào. Mình chỉ biết cách là mình yêu như thế nào để giữ cái người đó lâu dài thôi. Đúng. Thì đó cũng phải nhờ cái là không tính được nó bự cỡ nào đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà mình phải tính là làm yêu như thế nào để giữ cái mối quan hệ đó vậy lâu dài. Chi cơ kêu mình phải tính. Không, tại vì khúc đầu anh ngộ lĩnh. Nếu mà nói một câu công bằng á, đó là yêu không cần phải tính toán nhưng yêu cần phải suy tính. Có nghĩa là mình cần một cái sự tư duy và suy nghĩ ở trong đó, chọn cái bạn đó có phù hợp hay không. Và mình không có nghĩ tới tương lai. Sau khi mà nói chuyện với Will xong, nói chuyện với Lâm, với Thuận, mỗi người có một quan điểm mà Như thấy trong cái chuyện này không có ai đúng ai sai hết trơn. Rõ ràng bản tính cũng có cái đúng của bạn, tại vì bạn trân trọng cái thanh xuân của bạn, bạn trân trọng cảm xúc. Tính toán không phải là mình ích kỷ với cảm xúc, ích kỷ với kinh tế, mà tính toán đó là mình tôn trọng tất cả mọi khoảnh khắc mình yêu. Yêu, quen, muốn tính gì tính, đừng tính tới chữ chia tay. Cái này thì đồng ý. Này đúng. Thì đồng ý, đúng rồi. Em cực kỳ dị ứng tới kiểu là sau này anh có bỏ em không? Trời ơi, làm sao biết được? Tôi đã yêu bạn là tôi không có nghĩ tới cái chuyện tôi chia tay. Thành hay bại, hay là được hay mất, nó là cả quá trình. Wow, cảm ơn Will nãy giờ với những cái suy nghĩ của Will. Một cái chàng trai mà Như nghĩ là khi mà các cô gái khi mà xem show này sẽ cảm thấy rất thích chàng trai này. Dạ đúng. Bởi rồi. Vì một cái chàng trai mà... Không. Hả? Sao vậy? Lì ghê. Chị có nhớ là chị nói là chị sẽ cho em thời gian không? Cho em thời gian là chị gì? Đợi em mà. Chị đợi em. Em chỉ đợi mình chị thôi. Không có gái nào khác cả. Chị có mình chị thôi. Xạo. Xạo. Có người yêu rồi, vậy là có người yêu bên ngoài rồi. Vì con bé gì quên rồi. Lâm cảm thấy như thế nào về khách mời ngày hôm nay? À, ngày hôm nay thì Will được tất cả mọi thứ về cái sự lập luận, cũng như cái sự hài hước, cũng như là hình thể, cũng như là tư duy, tất cả mọi thứ nó hòa quyện, tạo được chương trình rất là sôi động, lúc buồn, lúc sâu lắng, lúc khởi động, lúc múa lân. Gì? Xin Kiến à, hôm nay em đã biết lý do tại sao Lâm nói ít và nó có phần bị hơi trông trên. Tại sao? Sao vậy? Thứ nhất, mọi người thấy đi, Thuận với Will mặc dù cũng khá là bự con, yeah, nhưng mình mặc đồ rộng. Nhưng có những người bự con là thấy mặc đồ bó luôn cái não luôn, không có sự tính toán, y không có chứng kiến. Hồi nãy là mặc cái áo thun rồi, nhưng mà vô đây thấy tất cả mọi người đều mặc áo vest, mình thấy mình trơ trọi quá. Hồi nãy mình có sự tính toán mặc cái đồ kia là nó bung xõa rồi.
nó giật tay áo là tới nách luôn rồi. Đúng rồi, cho nên nó bị bó buộc cuộc đời. Cảm ơn về phần nhận xét không mấy liên quan gì chương trình nhé. Thế còn Thuận Nguyễn, em cảm thấy như thế nào về chủ đề ngày hôm nay? Em thấy chủ đề hôm nay khá là thú vị đó chứ. Tại vì thật sự anh Will nói những cái vấn đề đúng, và mình nói thì cũng đúng và không ai sai luôn. Đến kết show để em mới nói cái vấn đề này. Tại vì trong tình yêu cần có sự cân đối giữa cả hai bên. Thật sự thì mỗi độ tuổi chúng ta sẽ suy nghĩ khác nhau, mỗi người ở một khía cạnh sẽ suy nghĩ khác nhau. Và cả như một lần nữa cảm ơn Will vì đã mang đến một cái không khí rất là mới mẻ cho chương trình. Vậy là bữa giờ ba người là làm cái chị vẫn là bị cũ quá hả? Hổn ghê vậy ha, bé nó hổn quá ha. Hỏi mới trả lời sao luôn. Thôi cũng cảm ơn Will đã đến chương trình. Đặc biệt cảm ơn Thuận Nguyễn vì cái sự hết mình của Thuận Nguyễn, sự đẹp trai của Thuận Nguyễn, sự đáng yêu của Thuận Nguyễn, sự đàng hoàng lịch sự chứ không phải là gọi là bổ bả như bên kia, đem đến một cái luồng sinh khí mới với chương trình chúng tôi. Trừ bạn nha. Tức là không có Thuận Nguyễn là sinh khí cũ luôn. Đúng rồi, cũ bạn cũng bị cũ luôn. Sao ạ? Sao? Xong chưa ạ? Xong rồi ạ. Okay. Rất là vui ạ. Vui không ạ? Rất là vui và thú vị khi đến đây tham gia được gặp lại Lê Dương Bảo Lâm cũng như chị Khả Như và em trai Thuận Nguyễn ạ. Sau khi ngồi nói chuyện với nhau tôi cảm thấy quý Will hơn rất nhiều, bởi vì Will có những quan điểm về tình yêu rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Và Khả Như một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng Tài Tám Tiếu. Quý vị thân mến, hãy để lại cho chúng tôi những bình luận cũng như là những nhận xét để chúng tôi có thể hoàn thiện chương trình hơn và sẽ mang đến nhiều chủ đề hay từ đóng góp của quý vị khán giả. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện, và quý vị có thể xem lại trên kênh YouTube của Madison Media Group nhé. Khung giờ quen thuộc đó là 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, Will, Khả Như, Thuận Nguyễn, Lê Dương Bảo Lâm xin chào và hẹn gặp lại. Khả Như, Lê Vũ Lâm, chào mừng quý vị đã đến với chương trình Tài Tám Tiếu. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện và được phát sóng vào khung giờ quen thuộc đó là 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Yeah. Ngày hôm nay hai cái màu thấy thương quá. Dễ thương đúng không? Em có nghe cái câu cưa sừng làm nghé không? Cưa sừng làm nghé. Dễ thương quá. Chưa. Hôm nay mình sẽ có một chủ đề nó rất là hay, phù hợp với lại bốn nhân vật ngày hôm nay luôn. Trời đất ơi, chủ đề gì vậy? Và chủ đề ngày hôm nay đó là khoảng cách giữa hai thế hệ. Em có thấy là cái tư tưởng của em với mẹ em khác nhau không? Khác. Khác nhiều không? Nhiều lắm. Tại vì là mẹ của mình mà, chứ là cái suy nghĩ của em bây giờ còn non nớt lắm, cho nên hai cái suy nghĩ nó phải khác nhau và cho trông trên với nhau. Nhiệm vụ của mình là phải tìm điểm chung. Điểm chung? Đúng. Ê, khó à nha. Khó, không sao, mình có trợ thủ rất đắc lực. Có hả chị? Một trợ thủ mà sinh ra là dành cho hai chị em mình. Wow. Ai vậy chị? Em hay nói với chị là em rất là yêu thương người đó. Ai vậy chị? Không ai khác, đó chính là người đẹp Nam Em. Trời ơi, sắp tới sẽ có một trận tấn công từ fan của Nam Em chị ơi. Thôi mà, thật ra Nam Em cũng thương em mà, tại vì fan hiểu lầm thôi. Đúng rồi. Ngày hôm nay sẵn chương trình này, em có lời nào muốn nhắn nhủ với fan của em không? Mỗi khi mà lên tung hứng với em, anh hay chụp và anh cũng là hơi trả treo đồ này nọ, cho nên bị nhiều cái luồng ý kiến không hay về anh và em. Ngày hôm nay hai đứa mình tay trong tay nè. Đó. Em hãy đính chính với fan em đi cưng. Hai đứa mình ở ngoài đời như thế nào hả Nam Em? Bình thường ảnh diễn cái nét cọc vậy thôi, chứ mà ảnh rất là thương em. Đúng, thương rồi. Như một đứa em gái thật sự. Thật sự luôn. Lo lắng và nhiều khi trên sân khấu ảnh sợ em không có đất diễn nên ảnh cố tình làm bán đất cho em, ngậm cái họng lại để cho Nam Em diễn. Vậy mà nỡ đi đâu vậy? Ủa, đi đâu vậy? Sao vậy? Chỉnh bài đi, chỉnh bài đi. Khi mà một diễn viên thì họ bước ra và họ sẽ định hình cái phong cách của mình. Nếu như Khả Như định hình với phong cách là hài hước, vui nhộn cũng như là pha có nét gì sang trọng, quý phái. Nam Em với cái nét diễn gọi là ngây thơ, ngây ngô, những mảng miếng không dính vào nhau. Thì em với phong cách là cọc cằn. Cái đó gọi là cái nét diễn riêng nét của Lâm diễn rồi. Rồi. Chứ không có hề ăn hiếp bạn diễn. Nếu như mà Lâm là một người hay ăn hiếp bạn diễn thì chắc chắn là Dương sẽ không thích Lâm. Đúng. Nhưng mà hôm nay không phải live show Lê Dương Bảo Lâm. Phút đó xong rồi. Và bây giờ xin được trân trọng giới thiệu. Chị đi đâu vậy? Chị sửa điện gì? Ai hư điện vậy chị? Xin được trân trọng giới thiệu chàng khách mời đặc biệt ngày hôm nay đó là diễn viên Thuận Nguyễn. Wow.
chưa, thấy đồng đều chưa? Ủa bình thường thì chị không đứng bình thường mà chị đứng hỏng chân vậy? Cậu đứng hỏng chân gì không nên nha chị nha. Chân chị đâu? Ủa? Hello? Biết sao không? Thôi giờ chị leo xuống. Đúng rồi chị ơi. Chị bị tự ti chiều cao đấy, hiểu không? Và với chủ đề ngày hôm nay đó là khoảng cách giữa hai thế hệ nó sẽ như thế nào, thì xin mời quý vị cùng theo dõi vào phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tài Tám Tiếu. Và chủ đề ngày hôm nay đó chính là khoảng cách giữa hai thế hệ. Nói về khoảng cách thì em thấy là cái khoảng cách cái ghế của mình là ok. Chị thấy không? Hai đứa mình nè, hai bé nó chống chân tới mà hai đứa mình nè. Đó, nó cũng không tới cái khoảng cách này xa chị, quá. Chị ngồi được mà. Em cũng được nè. Nó không, để em quay về tới cuối chương trình. Đúng không? Nó bị kỳ lắm. Đúng rồi, không được đâu. Không được. Đã là khoảng cách thì nó không thể nào mà cứu chữa được. Tuy nhiên khoảng cách giữa hai thế hệ em nghĩ như thế nào? Em nghĩ đó là một cái khoảng cách rất là xa. Ba mẹ thì tư duy, cái suy nghĩ, cách quyết định trong mọi tình huống nó đều khác với bản thân mình. Ví dụ bây giờ mọi người có thấy cái chuyện là nhuộm tóc về ba mẹ cũng không thích, tẩy tóc ba mẹ cũng không thích, hoặc là xăm mình thì người lớn cũng đâu thích những cái chuyện đó đâu. Những người trẻ như mình đó, xem những cái chuyện đó rất là bình thường, không có gì cả. Ê Thuận bữa nay nhìn đẹp trai. Nó chững chạc đẹp trai ha, nói chuyện sao mà nhân văn sâu lắm. Mà sao, sao cuộc đời mà đẻ một đứa mà cái mặt lại hoàn hảo như vậy. Đẹp mà còn cao. Cao nè, bự nè, mắt to, chân mày đậm, mũi cao. Đẹp, duyên dáng. Duyên dáng, cao ráo, diễn hay, hài cũng được, bi cũng được, xiếc cũng được, cái gì cũng làm được. Thì có nói gì mất tức. Chủ đề hôm nay gì quên hả? Chủ đề là tâm sinh tướng. Tâm sinh tướng hả? Phải không? Phải không? Phải chứ là tâm sinh tướng không? Chủ đề là khoảng cách giữa hai thế hệ. Khoảng cách tưởng nói gì sắc đẹp không? Tưởng tâm sinh tướng. Nhưng mà đẹp trai thiệt. Đẹp trai thiệt. Nhưng mà nói cái vụ để nhuộm tóc là không đồng ý. Tại vì chị Như nhuộm tóc nhưng em thấy mẹ chị rất là vui. Bởi vì... Trời ơi! Con nhuộm cái gì mà trẻ trâu vậy? Mẹ khen. Mẹ khen á. Đúng rồi, với lại nhiều khi mà trong cơ thể của Lâm có hình xăm thì mẹ nói ô xăm hình dễ thương quá nè. Cô Phượng, cô Phượng à. Mẹ gọi. Alo, dạ con nghe mẹ. Dạ con cảm ơn mẹ đã hiểu tấm lòng của con. Ôi, suy nghĩ của hai đứa mình bằng nhau quá. Mỗi lời cấp mấy. Hay quá. Em thấy mọi người hơi bị bất chấp hả? Đâu, cái đó không phải bất chấp, cái đó là dựng chuyện. Thuận nói có nhiều cái đúng nha, nhưng mà đó không phải là khoảng cách, đó là quan niệm. Dạ. Cha mẹ vẫn có thể nói chuyện được với con cái thì sao là khoảng cách, đúng không? Có khoảng cách. Ủa em với gia đình em có khoảng cách. Ví dụ? Thật ra bây giờ ngay cả việc tâm sự hay là mình muốn chia sẻ vấn đề gì thì em với mẹ em cũng đâu có chia sẻ được. Thứ nhất là khoảng cách về độ tuổi, thứ hai là khoảng cách ngày xưa mẹ em sống dưới quê nhiều, còn bây giờ sống thành thị ấy, nên là cái cách suy nghĩ người ta cũng khác. Và sao tự nhiên mọi thứ nó serious. Mà có hợp không? Em với mẹ em có hợp không? Không. Không à. Em nói tại sao mà nam em có khoảng cách đó. Mọi người đã có để ý không? Là hồi nhỏ mình rất dễ chia sẻ với ba mẹ, nhưng khi mà mình nói những cái chuyện mà giống như là gần như là bí mật của mình ra cho ba mẹ thì qua ngày sau á là cả xóm đều biết cái chuyện đó hết. Cho nên là kể từ đó mình tập cái thói quen là có những cái chuyện đó mình phải chắt lọc lại và mình không nên nói, từ đó tạo ra khoảng cách với gia đình là như vậy. Dạ đúng. Đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì đúng gì? Chị nói trước đi, chị lớn. Không đúng đi. Đâu. Không, không đúng đâu. Tại vì nói chứ khoảng cách là tại vì như thế này. Ba mẹ đã trải qua một cái gọi là thời gian giống như mình. Dạ, nên ba mẹ nói cho mình nghe. Cái mà ba mẹ nói không phải là khoảng cách, mà ba mẹ nói về cái kinh nghiệm của mình. Đúng không? Đúng, 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 đúng. Em đồng ý cái việc mà người lớn lo cho mình là đúng nha. Đơn thuần là ba mẹ lúc nào phải lo lắng cho con cái. Nhưng mà khi mà can thiệp quá nhiều rồi thì nó sẽ tạo ra cho mình sự áp lực. Ví dụ như hồi nhỏ là em đi chơi là về nhà phải trước 7-8 giờ, không được về trễ hơn. Vì sao ngủ nhà chị? Phải, lúc đó em lớn rồi. Ghê vậy? Trời ơi! Ai chị cũng đòi ngủ chung vậy? Có. Bữa thì Will, rồi bữa thì rủ xong lưng qua nhà ngủ chung, rồi nay thì Thuận Nguyễn nữa. Không, mèo biết Thuận Nguyễn cách đây 12-13 năm rồi. Vậy đó hả? Cái Thuận Nguyễn nhỏ. Em cũng sống với chị 12 năm, chị không bao giờ rủ em qua nhà chị ngủ. Em về Đồng Nai em ngủ. Bà Thuận Nguyễn lúc đó ngủ nhà chị ngủ 6 đứa. Tụi chị ở trọ mà lên thành phố lập nghiệp mà đâu phải kiểu giống như nhà như em đâu. Tụi chị ở trọ. Ủa lúc đó ở trọ hả? Thôi trời ơi, thương quá thôi. Thôi. Thấy thương quá. Nhưng mà nãy em mới đưa ra một cái tình huống như là mình đi về trễ là mọi người người lớn nghĩ là xấu. Nhưng mà có thật sự là xấu không? Mọi người nghĩ có phải là xấu không? Không phải xấu mà sợ con mình hư. Đúng, sợ có bầu. Cái gì? Sợ có bầu. Cái
cái gì? Người ta mà thấy về trễ là đi với người nào rồi, xách cái bụng bầu về rồi. Ở dưới quê em suy nghĩ gì luôn á. Chị đi về trễ từ nhỏ lớn có bầu đâu. Tại vì chị là những người sống trẻ giống như em à. Những người nào hư là hư thôi, cái đó là tùy thuộc vào cái sự ràng buộc. Ví dụ như bạn đó muốn hư, muốn bộc phá ra mà mình muốn nhốt bạn đó lại thì chắc chắn là cái sự ham muốn của bạn đó nó càng nhiều hơn nữa, đúng không? Đúng. Không mà nhiều khi mà cũng thả lỏng quá cũng không có tốt. Em cũng bị sa đà đó, em cũng bỏ nhà em đi mấy lần. Em đi đâu? Ngày xưa không là... có hư cấu câu chuyện nha. Không, không hư cấu, nói thiệt luôn. Dạ. Là lúc nào mẹ cũng quản lý trơn là mẹ gửi em qua dì Sáu. Sao vậy, sao mẹ không nuôi mà gửi qua dì Sáu, qua dì Bảy xong gửi? Thì sao á, xong rồi em với mẹ như không có tiếng nói chung với nhau. Rồi cái mẹ tới cứ la hoài, rồi em bỏ nhà em đi. Em đi đúng một tuần. Cái mẹ kêu em về, mẹ kiếm em về mà một tuần để em ngủ ngoài chuồng bò không á. Ngủ ngoài chuồng bò không. Nhưng mà là giận gia đình rồi ngủ chuồng bò. Không, qua nhà bạn mà mẹ bạn không chứa. hai đứa ra ngủ chuồng bò, văng vọng ngủ ở chuồng bò. Xong một tuần sau mẹ kiếm về. Nhưng mà cái đó là em lại khẳng định đó là mẹ em với em là có khoảng cách. Không, khoảng cách như là mẹ mà thả mình quá mình sẽ hư. Dạ. Mọi người đang nói về những cái khiềm khích, những cái gọi là cái tư tưởng khác nhau. Vậy thì những lần mà mẹ ủng hộ mình thì đó có phải là khoảng cách không? Cái đó là phải là khoảng cách. Ví dụ như Thuận làm cái gì đó mẹ thấy hay, ờ mẹ cùng thấy cái đó hay thì cái đó có phải là khoảng cách không? Không, nó chắc chắn không phải là khoảng cách. Ừ, yeah. Cái đó là gì? Đó là cái sự đồng điệu giữa hai mẹ con với nhau. Cái sự cái sự đồng cảm. Sự đồng cảm của hai mẹ con. Ừ, thì đó, thì đâu có khoảng cách. Có nghĩa là cái khoảng cách nó đến từ đâu? Chỉ khi mà chúng ta có mâu thuẫn với nhau. Cái em đang nói ở đây là em không muốn đánh giá là cái suy nghĩ cái thời nào nó khác nhau. Mọi người đều thấy được là suy nghĩ của thời ba mẹ mình khác. Thậm chí là ba mẹ mình khác với là ông nội, bà nội mình nữa. Huống chi là mình đối với ba mẹ mình. Chứ mỗi thời là có cái suy nghĩ khác nhau. Và cái cách sống trong cái môi trường với xã hội nó khác nhau. Cái đó mới đúng là cái khoảng cách mà em muốn nói ngày hôm nay. Đó, em muốn nói. Muốn nói gì kìa. Mà cái khoảnh khắc đó nó có gọi là nó có ảnh hưởng gì không? Ảnh hưởng gì không đối với tình mẹ con? Thật sự là với tình mẹ con thì em không nghĩ là ảnh hưởng gì đâu. Tại vì giống như là trách nhiệm của ba mẹ là phải thương con rồi. Ba thương con thì con giống mẹ. Mẹ sao bè với người ta vậy? Ủa sao bè với người ta? Con giống ba. Hát mình tôn vinh tình gia cảnh gia đình thôi. À, thì hát tiếp cho em. Nhưng mà có những cái nó gây nên sự mà gọi là khắc rắc rối trong cuộc sống mà đôi khi mình là con mình phải chịu. Ví dụ như một năm năm trước đi, là mọi người lớn sẽ không thích con cái mình chơi điện thoại nhiều. Ví dụ như mẹ của anh Lâm cũng sẽ không muốn anh chơi điện thoại nhiều. Nhưng mà kể từ khi mà anh biết được cái việc sử dụng điện thoại di động á, nó mang lại rất là nhiều tiền cho anh. Ví dụ như trong việc live stream của anh thì nó lại khác. Lúc đó anh phải thay đổi cái suy nghĩ của mẹ anh là phải thôi giờ mẹ cũng tập chơi điện thoại đi, chơi Facebook đi, lướt Facebook đi để biết được những cái chuyện mà đang diễn ra trong xã hội hàng ngày, đúng không? Nói về câu chuyện này tự nhiên cái nhớ tới mẹ mình. Mẽ Như ha, mỗi lần mà Như cầm điện thoại hồi trước á, sao cứ ôm cái điện thoại hoài vậy con? Nói mẹ ơi, con có công việc của con là giải quyết trên điện thoại mà. Đúng rồi. Về nhà thì bỏ cái điện thoại ra, sinh hoạt gia đình. Sau đó mẹ sắm điện thoại smartphone cho mẹ. Dạy mẹ chơi Facebook, dạy mẹ chơi TikTok, dạy mẹ chơi Instagram. Mẹ ôm điện thoại còn nhiều hơn tôi. Vậy đúng rồi. Mẹ em đó, cũng em vậy. Đang nói cái khoảng cách đó đó. Đúng rồi. Với lại ngày xưa khi mà tất cả mọi người, mọi đứa bạn của em á thi vô trường đại học, đứa học đại học khoa học xã hội nhân văn, đứa học kỹ sư, cái mẹ hỏi là ủa sao bạn bè mày ai cũng đăng ký đại học hết rồi, đăng ký chưa? Lúc đó nói là hả mẹ ơi, con thi vô trường sân khấu điện ảnh. Mẹ nói trời ơi, nghĩ sao mà học diễn cái đó rồi mốt về diễn đình diễn biểu hay sao? Tại ngay nhà em một cái đình chị là đình thần xã Long An. Lúc đó trời ơi, nghĩ sao vậy, đi học diễn viên rồi mốt về diễn đình hay sao? Anh Long An hả? Đúng rồi. Tiền không gian. Anh ở xã Long An chứ phải tỉnh Long An em nha. Xong rồi cái giờ mẹ trộn hay quá, sẽ chọn cái nghề giờ cưng quá trời cưng, nghề hay nha, cái nghề này mẹ thấy là ok, con phải hợp với nghề này. Cho nên cái khoảng cách lúc đó mẹ cứ nghĩ là học cái trường sân khấu không biết ra làm như thế nào, rồi không biết mình hoạt động như thế nào, cho nên cái khoảng cách là khoảng cách suy nghĩ mà. Dạ. Đến bây giờ mẹ mới nhận ra một điều là cái nghề này thích hợp với con mình và nó có đất mà nó làm nghề. Dạ. Và với cương vị là những người trẻ thì em muốn nói đây không phải là kiểu như là người lớn như vậy thì mình khó chịu hay là mình tiêu cực về cái những cái suy nghĩ của người lớn, nhưng mà bản thân những người trẻ của mình đó là phải có trách nhiệm, phải thay đổi những cái suy nghĩ đó, giống như tình huống của anh Lâm vừa rồi. Có nghĩa là anh Lâm phải chứng minh cho mẹ anh Lâm là anh Lâm chọn con đường đó là đúng và nó mang lại rất là nhiều cái thuận lợi cho anh Lâm. Ê, cái đó thì Như lại chợt nghĩ đó, cái đó không phải là khoảng cách mà là cha mẹ không theo kịp thời cuộc, và nhiệm vụ của mình đó là giúp cha mẹ thích nghi
với cuộc sống bây giờ đúng không? Dạ. Thì cái đó là cha mẹ chưa có thích nghi chứ không phải là khoảng cách. Trừ khi nào mà cha mẹ cũng cùng suy nghĩ với mình, cùng trong cái thời điểm đó, nhưng mà cha mẹ khác với mình, cái đó mới là khoảng cách. Cái gì nó cũng trong đó cũng có khoảng cách. Có nghĩa là trong cùng một thời điểm đó, ba mẹ muốn mình như vậy nhưng mà mình là không thích và mình chọn cái con đường khác, thì đó là khoảng cách rồi. Cái suy nghĩ khác nhau là khoảng cách rồi, nhưng mà cái việc mình chứng minh được cho ba mẹ hay không đó là phụ thuộc vào thời gian và ngay bản thân mình nữa. Thích hay không thích nó nói về cái tính cách của mỗi người. Ví dụ như Lâm có thể thích, Mèo có thể thích, Thuận có thể thích, Nam em không thích, thì cho dù không có khoảng cách thì cũng có thể gọi là thích hay không thích thôi, đúng không Lâm? Đúng. Chị sao hay vậy quá, chị hay kể câu chuyện cái chị chỉ vô em là em giật mình. Chị sao vậy? Cảm giác mình đi học ngày xưa mà cô giáo kêu Lâm về trả bài á, cảm giác rất là như vậy. Thì chị cứ nói đúng cái ý kiến của chị đi rồi tới em, chứ chị đừng có đang giờ nói chuyện lưng lửng lửng cái chị chỉ em là em sẽ giật mình. Chị à, chị thấy em hay gì nè? Em đang nhìn chị và lắng nghe câu chuyện của chị. Rồi em hiểu không? Em hiểu. Em nói lại là thích hay không thích gọi là cái sở thích của mình, không liên quan tới cái hoàn cảnh và khoảng cách hết. Hay dữ vậy lắm. Trời ơi, em nói mà em suy nghĩ đâu phải em vô tri đâu chị. Vậy thì em hỏi ba người nha, ba người có bao giờ nghe cái câu mà trứng mà đòi khôn hơn vịt không? Rồi vậy con gà có trước thì ghi cái trứng đó chứ. Những câu hỏi đó có bao giờ nghe những câu hỏi đó không? Đó là những câu hỏi tạo nên sự khoảng cách, chứng minh là đang có khoảng cách với nhau. Chưa học bò đã lo học chạy luôn. Nhiều đứa nó không bò nó chạy luôn. Nè chị nè, đâu biết bò đâu. Vậy hả? Từ nhỏ là không có bò ngày nào hết trơn á, ngồi chùm hổm xong đứng lên chạy luôn. Đứng chạy luôn. Không đi bộ luôn. Từ cấu vậy chị? Dở lên gãy bốn cái răng cửa. Thiệt luôn. Thiệt. Con nít nó hay đi chận dựng gì nè ha. Chị ăn đứng dựng xong mẹ đang làm gì xây lại thấy chạy đằng kia. Chạy luôn xong á. Xong rồi chạy luôn. Kể từ đó là sướng tới giờ đó. Kể từ đó là gãy bốn cái răng. Bốn cái răng ra đi. Đó là bài học cho những đứa trẻ không? Đúng rồi. Bài học cho sự hiếu thắng. Hiếu động. Hiếu động. Nhờ hiếu động. Hồi nhỏ có biết gì đâu mà thắng trời. Ủa, đang nói chủ đề gì quên ta? Khoảng cách giữa hai thế hệ. Khoảng cách giữa hai thế hệ là do mình quy chụp thôi. Chứ thật sự là không có khoảng cách như nghĩ vậy. Đúng rồi, cái đó là cái sự thích hay không thích nãy chị nói thôi. Còn em? Nhiều khi là do cái nết mỗi người nữa. Hợp thì mình bình thường, không hợp thì giữ khoảng cách. Đúng rồi, nhiều khi mình hợp với cha mẹ mình ghê. Mình nói chuyện đồ rất là vui vẻ, em với mẹ em. Không giờ em kêu mẹ em kêu là chị không à. Chị Phượng, nói nghe là chị Phượng. Tặng chị này nè, nói chung là như hai người bạn á, không bao giờ mà kêu bằng mẹ luôn á. Thường thì trong những tình huống giống như anh Lâm á, thì nó sẽ diễn ra vào anh Lâm dẫn bạn gái về. Có nghĩa là mẹ anh Lâm với lại bạn gái anh Lâm sẽ dễ xảy ra cái mâu thuẫn hoặc là những cái khác biệt. Giống như là giờ mẹ anh Lâm không thích bạn gái anh Lâm thì anh Lâm sẽ xử lý như thế nào? Có phải sao? Là khoảng cách không? Tưởng sao? Bây giờ tưởng tượng anh Lâm là trai Tân. Trai Tân, Tân quá. Nhớ về cái thời trước, về cách đây 15 năm trước đi. Đó. Tân, mình thích con bé đó. Luôn đó. Dạ đúng rồi. Dắt bạn gái về. Mẹ dắt không chịu. Dắt Nam em về. Chị là mẹ. Dạ con chào mẹ. Đây là Nam em của Nam Anh. Tôi chào cô. Con chào má. Bạn của con mà sao mẹ căng quá vậy? Con còn nhỏ, con không có phù hợp đi quen một nhỏ cao nhiều như vậy. Tập trung lo học đi. Còn cô ăn bữa cơm này. Đi về đi. Em nghĩ chim mèo bị over. Đúng rồi, bị lớn. Chưa là mẹ không biết, không biết. Em nha, tại vì em đã sống trong một cái gia đình ba thế hệ cho nên là em khá là hiểu cái chuyện này. Giống như em dắt bạn về thôi, nội sẽ hỏi những cái câu khá là nhạy cảm. Thật sự là em nghĩ nha, chắc chắn là nội thương mình và nội làm những cái điều đó để tốt cho mình. Nhưng mà không nên hỏi ví dụ như là nhà con ở đâu, con làm cái gì, ba má con sao, con làm lương tháng nhiêu. Con thấy bình thường em còn hỏi người ta vậy luôn á. Không, bản thân anh nha, bản thân anh có thể là anh khá nhạy cảm. Ví dụ là hỏi nhà ở đâu, ba mẹ ở đâu, làm gì như thế nào, nhưng mà cái việc mà con làm tháng bao nhiêu là anh không muốn. Anh không muốn nội hỏi câu đó. Thật sự bản thân anh là cháu anh không muốn. Mà mình rất là khó chịu nhưng mà cũng không biết nói như thế nào. Nội ơi, nội khi nội xem chương trình này nội đừng có giận Thuận nha. Em nghĩ là nên là người ta quan tâm bằng cách hỏi vậy thôi. Không, anh hiểu là cái việc là người lớn lo cho mình, quan tâm và chăm sóc cho mình, đại khái là dùng từ lo đi là tốt. Hỏi câu đó anh nghĩ là không nên, tại vì sẽ dễ làm cho cái bạn đó, nếu mà bạn đó lương tháng ổn định thì trời, lương tháng con làm 50 triệu nội bình thường, nhưng mà lương tháng con làm 2-3 triệu bạn nó sẽ rất là buồn. Trời ơi, còn đỡ hơn mẹ của chị mỗi lần mà xem show hay là thấy chị đi chơi với ai hỏi ủa cái người đó có gia đình chưa. Mẹ ơi, diễn viên nghệ sĩ mà mẹ hỏi có gia đình chưa. Người lớn hay hỏi những câu như vậy là vì họ muốn quan tâm. Sao em lại thích hỏi mấy câu đó? Chính bản thân em cũng rất thích hỏi mấy câu đó. Vậy hả?
Vì em tâm lý của bà nội rồi đó. Cái chủ đề này nó sẽ có những cái khoảng cách, và mỗi người sẽ có một cái quan niệm về khoảng cách khác nhau, và cái khoảng cách nó sẽ như thế nào thì xin mời quý vị theo dõi phần tiếp theo. Còn ngay bây giờ xin mời mọi người nghỉ giây lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ạ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tài Tám Tếu, và chủ đề ngày hôm nay xin được phép nhắc lại đó là khoảng cách giữa hai thế hệ mà nãy giờ chúng tôi nói chuyện với nhau không hề có khoảng cách ạ. Tại vì chúng tôi cùng thế hệ và trạc tuổi nhau, chúng tôi đều sinh năm 2000. Đúng đó, trời ơi, gàng quá trời. Sao vậy? Không có, mình già rồi chị ơi. Nó bây giờ dù nhiều khi em quay những chương trình của Gen Z gì đó chị. Gen Z. Có những cái ngôn từ mà em nói ủa nó vui chỗ nào ta mà mấy biên tập nó bắt em nói vậy. Đó là khoảng cách. Nhưng đó mà khi mà em nói lên mấy bé nhỏ nhỏ nó cười quá trời. Mẹ em nói ủa cười chỗ nào mà em vẫn làm cái gì cơm áo gạo tiền đó. Đó là khoảng cách giữa hai thế hệ đó anh. Đúng không là khoảng em? Cách, đúng rồi đó. Thật sự là như thế này nè. Khoảng cách với gia đình thì nó thêm một cái vấn đề nữa. Anh Lâm thì không có, nhưng mà Nam em với chị Như có bao giờ sợ cảm giác là mỗi lần Tết không dám về quê luôn. Mùng 2 nào em cũng về bên ngoại hết. Và em rất là thích, tại vì ngoại gia đình ngoại em mà tụ lại một cái là gần 100 người luôn anh. Rất là đông luôn. Mà em không sợ là gì cái gì. Chỉ sợ mọi người hỏi câu là khi nào có gia đình, khi nào lập gia đình. Nhưng là một năm đầu không sao, năm thứ hai không sao. Bắt đầu càng ngày mình càng lớn tuổi mình không lập gia đình nữa, nó càng bị áp lực mà mình không muốn về như không, nữa. Chị thấy rất hay, hỏi như vậy rất là hay, không có áp lực gì cả. Chị run như vậy. Ghê vậy. Mặt chị đỏ lên luôn. Trời ơi. Không phải mùng 2 nào mà số nào người ta cũng hỏi chừng nào Khả Như lấy chồng. Mà anh thấy là Thuận Nguyễn là còn trẻ mà tại sao lại áp lực với những cái đó chứ? Tại vì cứ hỏi hoài anh. Ý em nói là ví dụ năm đầu tiên không sao, năm thứ hai không sao, qua năm thứ ba là mình bắt đầu. Trời ơi, mình phải suy nghĩ, ngồi suy nghĩ lại rồi. Chị thấy hỏi vậy ấm áp lắm. Để chị nào lấy chồng? Cảm thấy rất là tức tưởi khi mà bị hỏi những câu như vậy. Và mình thấy nói là bây giờ suối con lấy chồng nhưng mà hạnh phúc thì con thì chịu, nhưng mà lỡ đau thương thì ai gánh giùm con. Kiểu vậy hay trả lời vậy, đâu dám đâu. Sợ nói là hổn. Nhưng mà em có vợ có con rồi thì cái áp lực mà khoảng cách của gia đình em á là gì? Em với mẹ em thì em cảm giác nó dung hòa. Còn mẹ em và vợ em thấy đôi khi không có cái khoảng cách đó, nó khác lắm. Mẹ em thì cái gì cũng ăn chắc mặt bền hết. Còn vợ em thì trẻ hơn. Ví dụ như mà mẹ mà thấy em làm nhiều quá, cái mẹ em nói trời ơi sao để thằng Tí nó làm hoài vậy. Còn Quỳnh, đối với Quỳnh, anh ơi ráng làm đi, hai vợ chồng mình ráng làm, phải cố gắng phấn đấu nha. Đó là cái đó không phải khoảng cách, cái đó là quan điểm. Quan điểm hả? Khoảng cách nó là cái gì? Nó là những thứ không thể trao đổi được. Nó là những thứ không thể chạm tới, và nó là những thứ không thể thay đổi được. Nó mới là khoảng cách. Ví dụ như mẹ không thấy đôi giày này đẹp không? Mẹ thấy không đẹp. Mẹ cái quần jean rách này đẹp không? Không đẹp. Nhưng mà mẹ ơi cái này là cái gu thời trang bây giờ. Ờ vậy bận đi. Có nghĩa là mẹ sẽ không cảm được cái chuyện đó. Nó không phải riêng về khoảng cách đâu. Nhiều khi nó là gọi là cái quan điểm, cái sở thích. Vậy cái khoảng cách nó chỉ xuất hiện lúc nào? Lúc nào Nam em? Lúc mà mình có vấn đề. Đúng. Không giải quyết được. Đúng. Mình không nói chuyện với nhau được bằng lời. Và nhiều khi chỉ nhìn nhau rồi bỏ đi thôi, chứ không biết nói gì được. Tại vì nó là khoảng cách. Ê, nghe giống MV đó, nhìn nhau rồi lặng lẽ bỏ đi. Có thấy mình trơ trẽn không? Có thấy mình trơ trẽn không? Hay diễn, sức quá. Hay diễn quá. Mà không ai đu theo. Phải không? Sao phải. Phu theo? Thôi kỳ lắm, buông cứu được chị. Không ai cứu chị nổi đâu. Vậy thì còn ngoài sao mà thì sao? Chị có bao giờ chị kiểu như là không có thích mấy cô hàng xóm không? Tức lắm nói về hàng xóm để kể cho nghe. Hồi nhỏ hay đi học võ, 2-4-6 học võ, 3-5-7 học múa. 7 giờ học thì 8 giờ về. 8 giờ rưỡi đạp xe về tới nhà hàng xóm. Nhỏ bới mà lớn thì đêm đi hừng. Còn không đi chơi, đi chơi, tối ngày không đi chơi đâu. Mà nói từ nhỏ tới lớn nghe những cái điều đó đó em. Mà trong khi mình có đâu. Mà nhờ những cái buổi học đêm như vậy, học nhiều thứ như vậy mới có Khả Như giờ. Có tức không? Ghét hàng xóm. Mấy bả nhiều chuyện, đâu phải khoảng cách đâu. Khoảng cách chỗ nào? Đó là quan điểm đó. Có nghĩa là con gái không có được đi đêm. À là không được đi đêm. Ừ, là phải đúng về không sớm. Nam em? Đúng. Con gái mà không được đi đêm. Con gái mà ăn mặc mình đi diễn á, mình mặc đồ lấp la lấp lánh, mình nhỉ. Trời ơi, gái mà cho nhảy nhót lớn lên thường. À, ngày xưa ba em trong xóm á, cứ chiều là con trai đều ra đá banh. Còn em không thích đá banh. Em thích banh đũa. Ờ, dù nhiều thì cũng thích banh đũa này nọ. Mà ba nói mày phải đi đá banh, mày phải đi đá banh. Ủa là phải khoảng cách không? Đôi khi vô hình chung nó cũng là khoảng cách đó. Nhưng mà em nghĩ là lúc cái thời điểm đó, cái quyết định của ba anh là đúng đắn. Là sao? Đi đá banh là tốt hơn cái banh đũa. Đi đá banh, bạn bè đi đá banh, mời đi đá banh làm chi?
Rõ ràng là mỗi người nãy giờ cũng đưa cho em một cái chứng minh về là cái việc là khoảng cách giữa hai thế hệ nó khác nhau. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Là mỗi khi khoảng cách ở chung phim nó khác nhau đúng không? Đúng rồi. Em có một cái em biết khoảng cách giữa hai thế hệ nè, là tài xế. Tài xế của em là những người lớn tuổi thôi, mà nhiều khi em không giao tiếp được. Có những tài xế người ta không biết đường, mà mình phải chỉ đường cho người ta, mà thật sự em đâu có biết đường đâu. Em mới muốn tài xế, nên nhiều khi cũng hay có khoảng cách rồi, nên mình phải tuyển người là khác. Là đi Thủ Đức lạc xuống Bình Dương. Kiểu là vậy. Là chị đó, bữa chị đi lạc á, chị lạc xuống Tàu là chị đó. Đúng không chị? Chị đi đâu vậy chị Mèo? Chị cái đó không có khoảng cách nào cả, chỉ có mình khoảng chị. Khoảng cách địa lý mà thôi. Cái đó giờ chị mù đường, không có nói gì khoảng cách được. Nhưng mà cái khoảng cách có nghĩa là em không nói chuyện với bác tài xế là lý do gì? Thứ nhất là em không biết đường, thứ hai là em không thể diễn tả được để cho người ta hiểu được cái ý của em. Tại vì bình thường mọi người nhìn em là nói nhiều hoặc ngôn vậy thôi, chứ bình thường em là người rất ít nói và mọi người toàn phải đoán ý của em muốn cái gì thôi. Nhưng mà em cứ tối ngày em chơi câu hỏi mà đoán ý rồi đó. Em mệt không? Em lại thích chứ vậy. À, ví dụ như sáng thức dậy em cứ đưa mắt em nhìn rồi mọi người nghĩ là à, năm em mới đang ăn gì, cái em cứ nhìn chị. Em sẽ hỏi là mọi người phải tự hiểu chứ. Chị cho em 50, em tự đi ăn nha. Chứ sao mình đoán ra được đúng không em? Bây giờ ba người á, có bao giờ mà gặp vô tình huống là đưa bạn gái hoặc con trai về thì ba mẹ không chịu? Mặc dù á là ba mẹ rất là muốn mình lập gia đình ở tuổi hiện tại nha, nhưng mà đưa bạn gái hay bạn trai chị về thì đều không chịu hết. Em có nè. Sao? Đợt em có quen một bạn nhỏ hơn em 2 tuổi, mà bạn còn lùn thấp hơn em. Người thì kiểu gầy gò, ốm mo. Xe em dắt về nhà giới thiệu gia đình, ai cũng lơ. Nói là sao? Gia đình em hỏi, ủa, quen vậy được sao lo? Kiểu gia đình em là muốn phải kiếm một người cỡ anh Thuận á, là phải cao ráo đẹp trai nhỉ. Trời ơi, vậy luôn. Có anh Thuận đó. Thế gian có mấy người? Không, thế hệ trước là con Bình Minh rồi, thế này có Nga Thuận thôi. Không có. Không kiếm được người thứ có hai. Có một lần như đã comment trên Facebook đó là người cao như Thuận thì nhiều, nhưng mà người tử tế đàng hoàng đáng yêu như Thuận mà vừa cao mà vừa đẹp trai như Thuận thì chỉ có một thôi. Chắc ông chồng quốc dân này chết. Chết rồi. Lâm, chị hỏi thiệt là cái đó em tự bịa ra hay là em tưởng tượng? Không, dù nhiều khi á, em thấy mọi người comment bên bay của em á, nói trời ơi Lâm ơi, cái miệng lúc nào cũng tía lia, nhưng mà thấy những cái clip, những cái hành động rất là thương con và thương vợ. Đây đúng là ông chồng quốc dân. Em thấy comment như vậy? Mấy cái comment? 4 cái. Đủ rồi, em nói như vậy rất là ngại với những người đẹp như thế này. Nha, mình nói chuyện mình phải biết ngượng miệng. Không có đâu, em nghĩ là anh Lâm cũng đôi khi là có những cái tố chất đó thì mọi người mới comment như vậy. Facebook mấy triệu lượt theo dõi mà chỉ có 4 cái comment gì chồng quốc dân. Thì em biết đáng tự hào đến cỡ nào. Đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà rõ ràng thì hôm nay cái chủ đề này nó sẽ làm cho mọi người rất là nhiều tranh cãi. Dạ. Không phải chỉ tranh cãi đâu, mà nó là một cái mà mình phải suy nghĩ lại. Nó là quan điểm hay là nó là tư tưởng, hay nó chỉ là một cái vấn đề chưa kịp hiểu nhau thôi, chứ nó không phải là khoảng cách. Và khoảng cách là do chính bản thân chúng ta tạo nên. Chúng ta dừng lại, chúng ta ngăn tường lại, chúng ta ngăn cách nó lại thì nó sẽ là khoảng cách thôi. Ba mẹ có thể chậm hơn mình một chút xíu thì mình hướng dẫn thôi. Rút kết lại hết tất cả mọi thứ, theo em quan điểm như thế nào về khoảng cách giữa hai thế hệ? Dạ, đối với em thì nói về thế sự hoặc là mọi thứ xung quanh á, vô hình chung đã tạo ra cái khoảng cách. Cái khoảng cách đó có sai hay không á là tùy thuộc vào mình. Đúng rồi, cái khoảng cách là do mình suy nghĩ thôi. Chứ nhiều khi mà mình trải nghiệm với mẹ, mình chia sẻ với mẹ thì mẹ cũng rất là hiện đại y chang mình. Dạ. Yeah. Mình mà mình sâu lắng một xíu, mình gọi là suy nghĩ cho mẹ, đặt trường hợp vô cho mẹ một xíu thì hai cái suy nghĩ sẽ dung hòa cho nhau. Khoảng cách hay không là do mình suy nghĩ. Nhưng mà thật sự nó có khoảng cách thiệt á. Ừ. Khoảng cách là luôn luôn có thật, nhưng mình phải làm sao để kết nối nó lại, để tạo nó thành những quan điểm để có thể tìm được cái hướng chung. Đó là cái chủ đề ngày hôm nay muốn hướng đến cho quý vị khán giả và cũng như tất cả mọi người. Cảm ơn Thuận vì đã đưa ra cho chương trình những cái điều mà những cái ý kiến mà chính bản thân Như cũng có cái nỗi lòng đó. Nam em cũng vậy và Lâm cũng vậy. Và Như tin chắc là quý vị khán giả đâu đó cũng sẽ có những cái hoàn cảnh y chang như vậy. Và việc của chúng ta đó là nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Cái câu này rất là nhiều người nói, nhưng mà thật sự trong hoàn cảnh này nó là như vậy đó ạ. Dạ đúng rồi. Thuận, cảm xúc của em như thế nào khi tham gia chương trình? Cảm xúc của em rất là vui khi được ngồi em như thế này. Em vui thiệt không? Em rất là vui thật. Tại vì khi mà ngồi như thế này á thì mới biết được mọi người nghĩ gì và sẽ xử lý như thế nào.
em thì em rất là thích tìm hiểu về con người, để tìm ra chất liệu để mỗi lần mà đóng phim thì mình trong cái nhân vật đó họ sẽ nghĩ như thế nào và xử lý ra sao. Nhân dịp cái số này thì Như xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị và chúc cho chúng ta, gia đình chúng ta sẽ luôn bình an và những thành viên trong gia đình sẽ luôn yêu thương hòa thuận nhau, đó chính là hạnh phúc gia đình ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn Thượng Nguyễn, cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm, cảm ơn Nam Em vì đã luôn yêu thương chương trình và đồng hành với nhau, gắn kết với nhau. Cảm ơn Lâm nha. Cảm ơn chị Thanh Như nha. Và còn vài ngày nữa là Tết rồi, Tết Tây thôi nhưng mà là một cái năm mới rồi. Chúc cho quý vị khán giả năm mới cũng như công việc mọi thứ nó sẽ bình an thuận lợi hơn. Thuận có gửi lời chúc không? Em chỉ muốn chúc mọi người một điều đó chính là thật nhiều sức khỏe thôi. Còn Lâm thì xin chúc mọi người dàn sự như ý, công việc ai cũng tốt, lúc nào cũng vui vẻ với cuộc sống của mình. Riêng em thì em chúc cho mọi người sẽ luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn và sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và quý vị thân mến, chương trình Tài Tám Tếu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện. Rất mong là mọi người sẽ luôn nhớ về chương trình Tài Tám Tếu và những chương trình khác của chúng tôi thực hiện. Một lần nữa xin chúc sức khỏe và hẹn gặp lại mùa sau. Chúc mừng năm mới.